Dạ, em uh, xin chào tất cả anh em mình ha. Thì hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một số combo này anh em. Thì sáu uh, uh, video 164 ha anh em thì cũng có mấy cái combo em thanh lý đó. Nói chung giá cũng khá là ok cho anh em mình siêu tầm gì chơi ha. Thì, uh, mã số 1 thì ba cái cây sam hương uh, bám đá ha anh em. Một cây thứ nhất nè. Đó, cây thứ hai ha. Ba cây. Đó. Cái này về anh em mình nuôi tàn cắt tỉa thêm cho nó tròn tàn nó đẹp hơn ha. Ba cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 500 bao ship có chậu ha anh em. Ba cây 500 bao ship có chậu mã số 1. À tiếp theo là mã số 2 ha, một cái cây 86 ờ uh, zin ha, 86 zin. Cây em uh, làm tàng rồi nè, mới cắt tỉa lại thì ít thơm á, nó ra nó cái nó nó ra lá non đó thì nó ấm tàng nó đẹp hơn ha anh em. Quan trọng cho anh em mình coi, thân nó thì nhỏ thôi. Đó, nhưng mà tàn hết bự ha, ấm tàn rồi. Này về anh em sưu tầm về để mặt bàn mình chơi bông chơi qua là khá là đẹp luôn. Cây thì cao to bằng ngón tay cái ha anh em. Cao nè. Cao gần mấy luôn, gần hai gang tay ha, cao chắc làm 30. Ờ à, về ngang chắc cỡ cỡ 40 xăng ha anh em. Đó, mã số 2, em xin giao lưu với anh em mình là 280 bao ship ha. 280. Bao ship tàn khá là mịn đây ha. Này về nó ra lá thêm nữa thì đẹp hơn nữa. À, tiếp theo là mặt số 3 ha anh em, một cái cây linh sam gieo hạt kép 86 nè. Cây em lập tàn rồi, thăng một cốt ha. Đó, thăng nó một cốt về anh em trồng đứng anh gì nè. Đó, về này cái mặt này đẹp ha anh em. Đó, cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 200 bao ship. 200 ha anh em, mã số 3, 200 bao ship. Anh em lấy mất tiền bên đây ha, nó đẹp hơn. Đó, 200 bao ship. À, tiếp theo là mã số 4 ha anh em, mã số 4, một cái cây gieo hạt kép 86 luôn ha thì cái cây này anh em coi nè nó nó đẹp hơn cái cây kia đó cũ ú hơn tàn này cũng tương đối dày dặn hơn ha anh em coi cái thằng nó nó quái hơn nhiều nè đó nó đẹp hơn nó bự hơn tí thì cây này mã số 4 thì em xin giao lưu với anh em mình là 208 bao ship 208 tiếp theo là mã số 5 hả anh em một cái cây linh sam gieo hạt em cho phối vô cục đá ha cây này cây ghiên anh em mình coi nè vô kẹp vô mấy cái uh, mấy cái đường mấy cái này nè nó phó vô cục đá ha vì anh em kiếm chậu đưa vô nữa đắp ghiêu thêm thì nó sẽ đẹp hơn cây này thì uh, mã số năm hai trăm gửi bao ship hai trăm gửi mã số năm ha anh em cây tàn thì anh em. em coi uống kẽm vô nhôm thì cũng khá là ok rồi lá nó cũng chuẩn bị rút lại đó anh em cây gin thì lúc rút lá lại rút nhỏ xíu gì nè đẹp lắm rút nhỏ xíu ha rút nhỏ lại nó săn cái lá nó dày á nhìn nó đẹp lắm tiếp theo là mã số 6 anh em một cái cây uh, đinh sam ghép 86 gieo hạt ha cây này thì em phối vô cái chậu tượng nè cây này tàn khá là to luôn ha ấm tàn luôn rồi đó hai cái tay ông bưng cái chậu tượng lên nè anh em để gì ha đó anh em mình nhìn nè cái mặt tiền ha anh em vừa thấy được cái tượng mà vừa thấy được cái uh, cây luôn ha cây uh, mini cầm tay mã số 6, ba trăm gửi bao ship có chậu ha tàn khá là mịn này mã số 6. Tiếp theo là mã số 7 hả anh em. Mã số 7 thì một cái cây 86 gin. À, cây tàn nó hơi bay bay nè, rễ nó thăng co lắc quái lượng khá là đẹp ha, tàn khá là dày luôn ơi. Đó, à, cây này thì à, em xin giao lưu với anh em mình là 600, bao ship cho anh em mình luôn ha, 600 mã số 7. Mã số 7 600k. À, 86 gin ha. Cây tàn thì anh em mình coi nè. Dạ khú hết trơn rồi, bích chịch luôn. Mã số 7. Tiếp theo là mã số 8 anh em, một cái cây sam trái, cây này trước em bán hình như 650 nè. Đó bữa nay em thanh lý cho anh em mình là 550 bao ship luôn ha. Sam trái, thân thì bằng ngón tay thôi ha anh em. Bằng ngón tay nhưng mà bộ tàn thì anh em coi nè. Nó già khỏi phải chơi luôn ha. Già khỏi phải chơi luôn. Mấy hàng này thanh lý nên không có bớt được nữa ha anh em. 550 à, bao ship cho anh em mình ha. Trái nó đang ra có trái luôn nè. Đó tàn già, dày nữa, mịn đẹp ha. gửi Mã số, uh, mã số 8 ha Tiếp theo là mã số 9 anh em Mã số 9 thì uh, uh, Một cái cây uh, uh, Linh Sam Linh Sam gieo hạt hàng to ha Cây này em mới đổi chậu Cái chậu này hết 300 ngàn anh em Đó, Cây này thì vô chậu rồi Thì em giao lưu với anh em mình ha Đó, Cây này mã số 9 ha Mã số 9 1.300k Bao ship có chậu anh em Vô, vô, vô cái chậu này thì đẹp hơn anh em mình nhìn coi nè căn đối đầy đặn ha à, tay cành tàn đồ này kia em cũng nuôi thả cốt hết trơn luôn cho anh em mình đó nên mình coi nè khá là phê cây này khá là phê ha anh em đẹp nữa Đó à, phê khá là đẹp ha mã số chín một nghìn ba trăm mấy cái loại bự này thì nó hiếm lắm anh em Cà mình là ấy lên ngàn hai ngàn cây uh, 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 quái á thì nó lòi ra chừng vài cây hai ba cây uh, bự bự như vậy à. Đẹp ha, bự, cao hơn gan tay nè Bề ngang gan tay luôn ha em coi nè Mã số 9, 1.300, bao ship à, Tiếp theo là mã số 10 ha Một cái cây linh Sam 86 Rồi ghép 86 ha, thằng nhỏ nhưng mà Anh em coi, nó quái, khá là đẹp luôn á Nó quái ha Nhỏ nhưng mà nó quái nè, em vô chậu mini Cầm tay, để bàn cho anh em mình Thì cái cây này em xin cho lưu với anh em mình là tám bao ship, có chậu Mã số 10 Tiếp theo là mã số 11 ha anh em à, Một cái cây... Rồi gieo hạt luôn Ghép 86 cây này thì em vô cái lưu ha Vô cái lu nè Nhiều anh em kiếm mấy cái lu này thì em mới làm được mấy cây nè Cây thì già lắm rồi Bông hoa thì đầy đủ cho anh em mình trơn Sống khỏe thân chậu ha Đặc biệt mấy cái 86 này gửi đi thì vàng lá ha Anh em về nhận hàng cứ yên tâm Để nắng nhẹ tưới nước ít thơm thì ra lá lại Cây này cũng hết lá thì ra bông luôn ha anh em Mã số 11 ha Em xin giao lưu với anh em mình là 208 Bao ship có chậu Tiếp theo mã số 12 hả anh em Linh Sam gieo hạt gin Thăng quái anh em coi nè Tàn thì em cũng đã nuôi cây này khá là lâu ha Lá nó đang tròn lại đó anh em Nó dậy cái lá lên nó tròn lại là anh đang rút lá Rút lá từ từ nó đẹp lắm Đó anh em coi quái nè Cây gin ha Cây gin nuôi thì nó Cái tàn nó hơi lâu hơn cái cây ghép chút xíu Nhưng mà chừng nữa thì nó cũng đẹp bình thường hả anh em Cây nào nó cũng có cái nét đẹp đẹp riêng của nó hết trơn Cây này mã số 12 ha 350 bao ship có chậu tiếp theo là mã số 13 ha anh em anh em yêu cầu lên mấy cái phôi xăm núi á thì xăm núi thì anh em biết rồi hàng mini nó khá là hiếm trên cái thị trường luôn ha à, à, này em cũng còn mấy cây à em lên cho lưu với anh em mình anh em thấy nhỏ nhỏ gì mà nuôi khá là cực luôn á cây này thì em mồi đế giật đế cấp 2 cho anh em mình rồi cái trọng cái cây nó hơi nghiêng xíu chừng nữa anh em mình ép chậu á mình sửa lại thì nó sẽ đứng cái cây nó đẹp hơn ha này em bắt chi xương hết trơn rồi chừng nữa nó cứ ra dài anh em cắt trực lại thôi cây này mã số 13 em xin cho lưu với anh em mình là 1.500k bao ship hết anh em anh em coi nè xăm núi thì giá nó hơi chát xíu anh em mua phôi cũng biết rồi mua phôi mấy cái loại lùng lực ha đó về nuôi cốt như vậy nó cũng khá là lâu luôn tàn thì em cũng đã lợp thêm chi xương rồi anh em nhìn trên xuống nè để nó bự xíu nó bấm thêm vài nước nữa là nó đẹp hơn ha anh em mã số 14 của 13 chứ 1.500 bao ship thang cốt nó thì to hơn ngón tay em ha hàng mini thôi Tiếp theo là mã số 14 ha anh em, một cái cây uh, linh sam 86 gin. Cây này thì em phối một cái chậu tượng nè, à, có hai cái ông, uh, ông, ông 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 tiên ông cụ gì ha, ngồi uh, uống trà anh em mà cái chậu này giờ vận chuyển người ta vận chuyển vô cho em nó bị bể ha. Nên giờ em tận dụng luôn. Đó để em quay mấy cái chỗ bể cho anh em mình coi. Chỗ này nó bể nè, nó bự bự nó cao lên vậy. Này bể thì em phối với mấy cục đá nhìn nó cũng khá là duyên và lạ nữa ha. Nói chung cũng không có vấn đề gì hết anh em mình về chơi vẫn bình thường thôi. Đó. Quay mặt sau mặt trước cho anh em mình coi. Đế nó cũng khá là đẹp luôn. Cây khi nhìn già cổ hả anh em, khá là đẹp luôn. Đó, nhìn cái bối cảnh thì cũng khá là ok, ưng ý nhưng mà đặc biệt có một cái cái cây á cái ngọn nó hơi bị yếu chút xíu. Thì về anh em mình chăm thời gian nữa, lập tàn, lập thêm cái ngọn nó sẽ đẹp hơn ha. Mã số 14 thì em xin lưu với anh em mình là 1200k bao ship. Có luôn chậu tượng này hai kia hả anh em. Cái này thì em mới cố định bằng dây thôi. Về anh em kiếm uh, uh, keo AB đó, không thôi uh, xi măng ha, mình uh, dán cho nó dính vô luôn. Đó. Tiếp theo là mã số 15 hả anh em, một cái cây linh sam à, trắng phớt hồng, rễ nôm Quái cây này thì em làm tàn cho anh em mình ha. Cây này về anh em kiếm chậu vô nữa là chơi thôi. Đó, để nó ra lá ra bông nữa là đẹp luôn rồi. Đó anh em coi nè. Cây cao lên một gang tay ha. Hai gang. Ba gang tay hả anh em. Đó, cũ khá là to luôn. Cây này mã số 15 ha. Em xin lưu với anh em mình là 1200k bao ship. Uh, bao ship cho anh em mình ha. Cây này thì phí ship khá là nặng luôn chưa làm tàn thì đóng cái thùng thì nó gọn ha mình làm tàn rồi đóng cái thùng nó cực lắm anh em nó bự lên đừng cho nó gãy tàn rồi này kia đó, đó. cho mình đóng cái thùng nhỏ nhỏ thì nó gãy tàn hết trơn à rồi anh em là kết cái combo nào thì alo qua số điện thoại 035 4323 996 ha, anh em rồi em chân thành cảm ơn anh em mình nhiều ha